ngày xa xưa ấy ở vườn địa đàng có một cặp vợ chồng, có một cặp vợ chồng, một người đàn ông và một người đàn bà, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông tên là A Song, người đàn bà tên là Eva, sống với nhau thật đằm thắm chan hòa, sống với nhau. Ấy có đủ mọi loài sư tử, ngựa răn, chiên, bò, gà, vịt, cả một đàn voi và một bầy lợn lòi, cả một đàn voi và một bầy lợn lòi. Này họa mi xe xe kến kến, này thằn lằn con rùa và con nhặng, và một con là con rắn xanh lè, và một con là con rắn xanh lè. Trên cao hết Chúa thật hiền từ, Chúa nhìn mọi sự, Chúa mỉm cười hài lòng, ngày lại ngày qua hằng yêu thương đậm đà, ngày lại ngày qua hằng yêu thương đậm đà. Ngài trao ban tất cả không gian, cả bầu trời muôn loài và muôn vật, trừ một cây là cây táo giữa vườn, trừ một cây là cây táo giữa vườn. Một hôm con rắn nó mới leo lên cây táo, nó quấn quanh và nó nằm im lìm, nó đợi Eva đi qua đó. Nó liền thủ thỉ mà nói rằng: này đây trái cấm, ăn vào rất ngon, ăn vào mắt liền sáng to, ăn vào biết đâu là thiện ác, ăn vào sẽ biết hết mọi sự, ăn vào sẽ biết hết mọi sự. Nghe mùi tai, Eva liền hái một trái cho mình, lại hái một trái nữa cho chồng. Á Song do sự ngần ngừ e ngại nhưng khổ nỗi đàn ông lại hay nghe lời vợ, cắn vào nó mới thấy kỳ khôi, nuốt rồi mà vẫn thấy nghẹn hơi, nuốt rồi mà vẫn thấy nghẹn hơi. Eva liền ăn một miếng, tin rằng mắt mình sẽ sáng, sẽ biết hết mọi sự, sẽ thấy mình rất đẹp. Đâu ngờ cuộc đời hai chữ đâu ngờ cuộc đời hai chữ đâu ngờ. Và từ khi ấy chẳng còn địa đàng, tất cả trộn rộn, tất cả đảo lộn, vì người đàn ông và do người đàn bà, vì người đàn ông và do người đàn bà. Người đàn ông thấy mình vô duyên, người đàn bà thấy mình trần truồng, trốn tránh nhau và tìm lá che thân, trốn tránh nhau và tìm lá che thân. Và từ khi ấy sinh sản loài người khắp mặt địa cầu đông đảo đầy nghẹt, từ người đàn ông qua qua người đàn bà, qua người đàn ông và qua người đàn bà. Người đàn ông phải lao lực phong xương, người đàn bà thì hao gầy và máu già, sống với nhau mà chỉ chóe cãi nhau hoài, sống với nhau mà chỉ chóe cãi nhau hoài, sống với nhau mà cứ đánh nhau hoài, sống với nhau mà cứ đánh nhau hoài, sống với nhau mà cấu nhéo nhau hoài, sống với nhau mà cấu nhéo nhau hoài, gây chiến tranh hoài, sống với nhau mà gây chiến tranh hoài, sống với nhau mà khủng bố nhau hoài, sống với nhau mà khủng
chưa hết. Chưa hết, chưa hết đâu. Happy end. Chúng ta cứ thay vào đó những cái động từ làm đau nhau, làm khổ nhau, làm buồn nhau, thì bài hát chúng ta hát đến tận thế cũng chết. Sống với nhau mà cứ gửi thư nặng răng nhau hoài, sống với nhau mà cứ tố giác nhau hoài, sống với nhau cứ nói xấu nhau hoài. Tức là tất cả những cái gì động từ mà làm cho người ta đau khổ, thế vào thì chúng ta sẽ hát bài này phải dài dài, không bao giờ hết. Tôi ở đó sáng tác bài này xong, nó kết thúc ở đó. Trang Lộc bảo tôi, Huy ơi buồn quá, phải có cái gì thay đổi đi, phải làm cái gì đó đảo lộn tất cả mọi sự. Không phải đảo lộn làm cho nó xấu đi, mà đảo lộn làm cho nó trở thành niềm vui. Rồi Giê-xu đến mang phận loài người, khốn khổ nghèo hèn, chết vì tội đời, để rồi tình yêu thành tin mừng rạng ngời. Để rồi tình yêu thành tin mừng rạng ngời. Ngài tặng ban cả nước trời yêu thương, Ngài mời gọi một con đường tốt lành, sống với nhau bằng tình Chúa chân thành. Sống với nhau bằng tình Chúa chân thành. Sống Chúa chân thành. Amen.